Xin chào mọi người và nhất là các người anh, người chị tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Đây là video clip em làm về vận hạn của 6 tháng cuối năm đối với người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 của các anh, các chị. Em thì không có làm cái tử vi cả năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi của anh chị cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên là em cũng nhận được khá cái lời comment là tại sao làm những tuổi khác mà không làm tuổi Canh Tý. Thì hôm nay em cũng cái vận hạn của 6 tháng cuối năm thì em làm bắt đầu từ Canh Tý cho tới những tuổi về sau, thì em sẽ tranh thủ em làm, còn làm được tới đâu thì còn phải tùy duyên, chứ công việc em thì đi ra ngoài nó cũng hơi nhiều, cho nên là không có gì quá thì em sẽ làm hết đầy đủ. Đối với người tuổi Canh Tý thì mệnh là Bích Thượng Thổ, với sao là Thái Dương, may mắn danh lộc tốt của nam và nữ là sao Thổ Tú, rối rắm lo buồn. Hạn thì Thiên Tinh, đối với nam nữ thì hạn Diêm Vương và đường máu huyết. Vận niên thì gọi là Hổ Dẫm Thiên, cọp ra oai. Thiên can thì Canh Mậu, chữ Canh với chữ Mậu là sinh nhập về mặt hợp âm ngũ hành cho nên là tốt. Tí Tức thì không có xung công hại rồi tử vi, tuy nhiên về mặt hợp âm ngũ hành là tương xung bất an. Như vậy là nam mạng với cái sao Thái Dương là thuộc hành hỏa này là rất tốt đối với người mệnh Thổ, tuy nhiên nữ mạng thì còn có cái sao Thổ Tú thì rối rắm lo buồn. Nhưng mà người mà sinh năm 1960 á, đối với nữ thì đã là những người về hưu rồi, không còn công việc. Các anh nam thì còn có thể là bôn ba, cho nên là các anh nam có sao Thổ Tú thì tốt đẹp. Người mà sinh năm 1960 á, với cái mệnh là Bích Thượng Thổ, năm nay là Bình Địa Mộc, tuy nhiên là các mậu thuộc dương, ngũ hành hợp hỏa nên hỏa vượng, cho nên là tốt cho người mệnh Thổ chứ không phải là năm mộc. Khắc Thổ thì các anh các chị từ đầu năm giờ có nhiều bệnh hoạn, cho nên là phải nói rằng từ đầu năm tới đến giờ thì đối với người Bích Thượng Thổ của các anh các chị thì cũng không quá khó khăn. Vì hai tháng đầu hai tháng Thủy, kế tiếp là Bính Thìn Đinh Tỵ, tháng 3 tháng 4 thì lại là hai tháng Thổ, và tháng 5 tháng 6 lại là hai tháng Hỏa. Đặc biệt hai tháng này hỏa rất vượng, gọi là hai tháng mà hỏa vượng nhất của năm Mậu Tuất 2018 thì rất tốt cho những người mệnh Thổ. Tiếp đến thì như vậy là 6 tháng đầu năm đối với những người của Canh Tý thì cũng không có gì là quá khó khăn. Bình ha, bổn mạng cũng bình, chỉ có tháng Tý với tháng Ngọ. Tháng Ngọ vừa rồi thì tháng năm âm lịch thì bị lục xung đối với tuổi của các anh các chị, thì Mậu với lại Canh thì cũng không được tốt đẹp cho lắm, cho nên là hơi chút khó khăn ở trong gia đạo, có một chút buồn phiền hoặc là cái vấn đề tình cảm của cái giao tế mối quan hệ bên ngoài tạo cho các anh các chị có một chút buồn phiền, đặc biệt là các chị với cái sao Thổ Tú rối rắm và lo buồn ha. Thì để tiếp tục với 6 tháng cuối năm thì em sẽ bắt đầu từ tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch của năm Mậu Tuất 2018 thì đó là tháng Canh Thân, một tháng mộc. Thì đối với mệnh của các anh các chị là mệnh Thổ mà gặp tháng mộc là mộc khắc Thổ, tháng khắc bản mệnh, sức khỏe bổn mạng cần cẩn trọng. Khi mà tháng mà khắc bản mệnh thì các cái tinh quân, phúc tinh, tài tinh và cái những cái tinh quân tốt của trong tử vi của cả năm của anh chị sẽ bị ảnh hưởng, nó bị khống chế rất là nhiều ha, nó không có được phát huy tác dụng. Thì ngược lại, phá và bại tinh sẽ hoành hành, tạo cho các anh các chị không có được ngon lành lắm. Tuy nhiên mặt thiên can á thì Canh thì đồng hàng kim, cho nên là có hàng can giống nhau, công việc mọi điều sẽ là suôn sẻ. Nếu mà các anh các chị ví dụ như các anh với sao Thái Dương thì ngon lành rồi, công việc gặp cái hàng can giống hàng can cái chữ Canh giống nhau này thì tốt đẹp. Còn các chị có sao Thổ Tú rối rắm thì có cái hàng can như thế này thì cũng không có quá khó khăn gì đâu ở trong công việc. Mà như đã nói, các chị là những người đã hưu hoặc là có kinh doanh bên ngoài thì người Canh Tý thì rất là khôn ngoan, tự lực, biết quyết đoán, thì nữ mạng số sẽ dễ nắm tiền tài lớn, cho nên là không đến nỗi nào. Thiên can như vậy, còn địa chi á, thì Tý với Thân á, là thuộc nhóm tam hợp Thân Tý Thìn,
là dấu hiệu của nhiều sự may mắn, không chỉ cho gia đạo, cho các mối quan hệ mà còn lớn sang cả công việc. Người ta gọi là có tam hợp thì sẽ hóa giải cả tam tai, chứ đừng nói gì là tương trinh, tương xung hơn cả nhiều thứ. Như vậy thì đối với các anh các chị tuổi Canh Tý thì cần cẩn trọng nhất ở tháng 7 vẫn là cái bộ mạng, với cái mộc nó khắc thổ sẽ đem đến nhiều điều không tốt đẹp cho anh chị về bộ mạng, cho nên là các anh các chị cần cẩn thận ha, đi đường nhớ ngó tới ngó luôn, đừng có làm việc gì mà quá nguy hiểm đến cái bộ mạng của mình là ok. Còn mọi thiên can và địa chi thì tốt đẹp, có thể nói như vậy. Hy vọng rằng với cái địa chi mà tam hợp sẽ hóa giải bớt cái phần nào mà không tốt đẹp cho cái sức khỏe và cái bổ mạng của các anh các chị ha, đặc biệt là các chị. Rồi tiếp theo đó là tháng Tân Dậu, tháng 8 âm lịch của năm Mậu Tuất 2018. Tháng Tân Dậu thì thuộc mộc, như vậy thì cũng giống như là tháng 7, tháng này là mộc là một âm, thì như vậy thì nó sẽ là khắc ha, mộc khắc thổ, tháng khắc bản mệnh. Bổ mạng sức khỏe là cái điều mà các anh các chị tiếp tục phải cẩn thận ở trong tháng 8. Thiên can Tân Canh không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Về mặt nạp âm ngũ hành, Tân Canh thì đều thuộc hành kim, gần như nó sẽ giống với lại cái thiên can của tháng 7, thì tốt đẹp cho công việc ha, mọi điều hành thông, thậm chí là có sinh tài lộc phát sinh đối với các tuổi nam. Và tuổi nữ thì như đã nói ha, với cái sao Thổ Tú thì nó không có ngon lành lắm, đối với cái là nó hay gây ra rối rắm và lo buồn. Địa chi Dậu, Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu, Tý, Dậu là thuộc trong cái nhóm tứ hành xung, nhưng mà xa nhau, cho nên là không có mấy xung khắc lắm đâu ha, đừng có quá lo lắng là nghe nói trong tứ hành xung là sợ, không phải. Đặc biệt đó là về nạp âm ngũ hành á, là Dậu thì kim, Tý thì thuộc thủy, cho nên là có thể nói là thuộc dòng tương sinh, kim sinh thủy, cho nên là gia đạo cũng không có vấn đề gì đâu. Các anh các chị đừng có lo lắng mà nghe thấy tứ hành xung là sợ. Đối với người tuổi Canh Tý thì tiếp tục tháng 8 cũng như tháng 7, bổn mạng là cái điều các anh các chị cần quan trọng nhất, vì nó bị mệnh các tháng khắc bản mệnh thì cần phải đề phòng. Như vậy với hai cái tháng này thì các anh các chị nhớ mình phải cẩn trọng về bổn mạng ha. Rồi tiếp tục tháng 9 âm lịch của năm Mậu Tuất 2018 là một tháng Nhâm Tuất. Tháng Nhâm Tuất thì nó là hành thủy, gốc thủy. Như vậy á, mệnh là thổ khắc thủy, bổn mạng tương khắc tháng. Tới vừa nãy là tháng khắc bổn mạng, bây giờ bổn mạng các anh các chị khắc tháng. Đề phòng tai nạn nhẹ nhàng hoặc là bệnh cũng không quá nặng nề. Tiếp tục là bổn mạng không tốt đẹp. Thiên can là Nhâm, Canh thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Và nên nhớ là thiên can, nạp âm ngũ hành của thiên can chữ Nhâm là thủy, chữ Canh là kim, như vậy là vẫn thuộc vòng tương sinh kim sinh thủy, tiếp tục là một cái công việc tốt đẹp ha, bằng cái thiên can như thế này về được tương sinh về mặt nạp âm ngũ hành. Địa chi cũng vậy, Tý Tuất thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Như vậy thì tiếp tục là thiên can địa chi cũng không có vấn đề, mọi sự vẫn ok về công việc, về các mối quan hệ trong xã hội và cả gia đạo. Tuy nhiên là bổn mạng cũng tiếp tục có vấn đề không được tốt đẹp lắm, cũng nhưng mà không xấu bằng hai tháng kia. Dù sao đi nữa thì bổn mạng của các anh các chị khắc tháng, chứ không phải tháng khắc bổn mạng giống như là hai cái tháng mộc. Rồi tiếp tục là tháng 10 đối với tuổi của các anh của năm Mậu Tuất 2018 là một tháng Quý Hợi. Tháng này tiếp tục là tháng thủy, tuổi Quý. Mệnh thổ thì nó sẽ khắc thủy giống như các tháng 9. Tiếp tục là bổn mệnh tương khắc tháng, đề phòng tai nạn và một cái bệnh nạn, nói chung là bổn mạng không tốt ha. Thiên can Quý Canh cũng tiếp tục không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Về nạp âm ngũ hành thì như đã nói, Nhâm Quý thuộc thủy, Canh Tân thì thuộc kim, cho nên là có thể nói là nạp âm ngũ hành là thuộc dòng tương sinh. Thiên can tiếp tục giống như là tháng 9 tốt đẹp ha. Công việc cũng sẽ không ảnh hưởng. Địa chi Hợi, Tý không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ.
cả hợi và tí thì thuộc hành thủy, à, cho nên là nói là nạp âm ngũ hành của tỵ chi là cùng hàng thủy. Như vậy là cũng giống như tháng 9 luôn, tháng 10 tiếp tục chỉ là cái vấn đề của cái phần mệnh với thổ khắc thủy. À, các anh các chị cần chú ý nhiều đến cái sức khỏe của mình. À, rồi tiếp tục là tháng tuổi của các anh các chị của năm Mậu Tuất 2018, đó là tháng Giáp Tý, tháng 11 âm lịch. À, tháng Giáp Tý thì thuộc kim, à, đúng không? Thì như vậy là mệnh là thổ sinh kim, bổn mệnh bị sinh xuất tháng, bổn mạng yếu không tốt. À, nhưng mà rõ ràng là tháng đỡ lần ha, mới đầu ở trên là tháng khắc bản mệnh, xuống 2 tháng 9 tháng 10 là bản mệnh khắc tháng, rồi bây giờ đây là bản mệnh sinh xuất, thì rõ ràng nó giảm từ từ, các anh các chị đang giảm từ từ cái độ mà gọi là bị khắc chế ở trong bổn mạng. À, càng về cuối thì các anh càng về cuối năm thì các anh các chị càng đỡ hơn về bổn mạng, cho sau 6 tháng năm. Thiên can thì chữ canh của các anh các chị thì nó khắc chữ giáp. À, thiên can khắc tháng, công việc dễ gặp chống phá và bị dèm pha, bị cạnh tranh, à, là vấn đề cần để ý. À, địa chi là tháng Tý gặp Tý, à, là người ta nói là tháng tuổi. À, tháng tuổi thì cần cẩn trọng nhiều điều, dễ dính thị phi tốn tài. À, như vậy là tháng 11 có thể nói là tháng không tốt đẹp nhất của 6 tháng cuối năm đối với anh chị. Lý do sao? Thì bổn mệnh bị là thổ sinh kim, bổn mệnh của anh chị là sinh xuất tháng. Khi mà bổn mệnh sinh xuất tháng thì các cái tinh quân, ha, như đã nói, tài tinh và phúc tinh là giống như nó bị mờ đi, nó không tắt hẳn, nó không bị che như là tháng khắc bản mệnh, nhưng mà nó cũng sẽ yếu đi. Mà nó yếu đi thì các cái phá và bại tinh nó sẽ hoành hành. Ngược lại vô thiên can lại bị canh nó khắc giáp nữa, là thiên can và tương khắc nhau. Như vậy thì công việc rất là dễ sinh rối rắm, dễ tốn tài. Và đặc biệt đối với các chị thì tháng này rất cái sao thổ tú nó sẽ hoành hành, không có nhỏ đâu, nó sẽ đem lại cái thị phi và tốn tiền cho các em các chị, nhất là các chị. Nên là các chị mà tháng này mà ai hỏi mượn tiền thì tốt nhất là im, không có ha, hoặc là đừng có đầu tư cái gì ở trong tháng này, nó sẽ không đem lại điều tốt đẹp đâu. À, còn các anh thì với cái sao Thái Dương đi nữa thì cũng phải cần cẩn trọng. Nói chung là vào tháng mà gặp xung khắc tháng tuổi của mình và cái thiên can nó như thế này thì cần cẩn trọng. Còn địa chi thì rõ ràng rất là dễ dính thị phi tai tiếng, ha, có nhiều điều buồn phiền ở trong gia đạo vì nó là tháng tuổi. À, cho nên là các anh các chị cần cẩn trọng nhất vẫn là tháng 11, vì ngoài cái việc mà bổn mạng bị yếu đi còn có thiên can và địa chi không được tốt đẹp ha. Tiếp tục là tháng cuối cùng của năm Mậu Tuất 2018, tháng này là tháng Ất Sửu, một tháng kim tiếp tục. Như vậy mệnh thổ thì sinh kim là bản mệnh sinh xuất tháng, bổn mạng tiếp tục là yếu không có tốt đẹp ha. Thiên can chữ Ất của Ất Sửu nó hợp với chữ canh, à, đây là ngũ hợp, mà đây là sự hợp nhân nghĩa chủ về chữ nghĩa. À, trên thì chúng ta bị tháng 11 là thiên can tương khắc, còn bây giờ là thiên can thuộc ngũ hợp, à, thì nó sẽ đem đến nhiều điều tốt đẹp, à, dễ sinh tài lộc trong công việc và nhiều điều tốt đẹp. À, tiếp tục cũng giống như tháng tháng 11 thì tháng 12 cũng là bị sinh xuất bổn mạng, nhưng mà cái thiên can như thế này thì nó không có quá tác hại đến công việc, nó không kéo theo, dù có phá và bại tinh có hoành hành đi nữa thì cái thiên can có ngũ hợp này nó cũng sẽ chế hóa đi được một rất là nhiều điều. Tuy nhiên phần địa chi Tý Sửu thì thuộc nhóm lục hợp luôn, đem lại nhiều may mắn không những cho gia đạo mà còn cả công việc. Như vậy tháng 12 đối với các anh chị là có thể nói là tháng tốt nhất của cái 6 tháng cuối năm. Chúng ta chạy qua cái tháng Giáp Tý, tháng 11 là không tốt đẹp, thì tháng 12 là nhiều điều tốt đẹp. À, vì sao? Vì bị sinh xuất tiếp tục bổn mệnh thì không tốt đẹp, do 6 tháng cuối năm thì bổn mệnh của người canh tí rõ ràng là không tốt đẹp, nhưng mà với cái thiên can ngũ hợp và địa chi thuộc lục hợp thì gia đạo cũng vui vẻ ha. À, công việc cuộc sống thì nhẹ nhàng, rõ ràng đây là tháng cuối năm. Nếu như tuổi của các anh các chị thì nếu như mà không làm việc làm lớn như người kia thì đang ở nhà an phận tuổi già,
thì tháng này là những cái ngày cuối tháng của tháng chạp, thì con cháu nó đổ về nó xung quanh thì vui vẻ là chuyện hiển nhiên đối với cái người có cái địa chi lục hợp ha. Như vậy thì rõ ràng là với tuổi Canh Tý của các anh các chị thì 6 tháng cuối năm phần nhiều, tức 6 tháng cuối năm thì bổn mạng đều không tốt. Một là thiên can khắc tháng, 2 tháng 7 tháng 8 là thiên can khắc tháng, tháng khắc thiên can, tháng 9 tháng 10 là thiên can khắc tháng, và tháng 10 tháng 11 là bị sinh xuất tháng, là bổn mạng bị sinh xuất tháng. Cái đó nãy giờ bổn mạng hoặc anh lộ thiên can thì nó sẽ đem đến nhiều điều không tốt đẹp cho cái sức khỏe, cho cái bổn mạng của các anh các chị. Ngoài ra thì thiên can của 4 tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10 thì rất tốt đẹp, không có ảnh hưởng nhiều đến công việc, cuộc sống. Chỉ có tháng 11 là một cái tháng các anh các chị cần phải chú ý nhiều điều. Tháng 12 thì quá tốt đẹp rồi. Như vậy là em đã tổng hợp xong cái vận hạn của 6 tháng cuối năm Mậu Tuất 2018 đối với những người tuổi Canh Tý các anh các chị. Hy vọng rằng là với cái thông tin này nó sẽ giúp ích cho anh chị biết gương nhu trong làm ăn và bảo vệ cái bổn mạng sức khỏe của mình một cách tốt đẹp nhất để tận hưởng cái Tết sắp đến. Các anh các chị xem video thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ cho nhiều người tuổi Canh Tý của các anh các chị được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai ở tuổi khác xem video thấy hay xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video khác, có thể là về tuổi của các anh các chị hoặc là người thân của mình. Rất vui vì mọi người đã chú ý đón xem. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.